Thưa quý vị, sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, vào lúc 8 giờ tối mai ngày 2 tháng 6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 sẽ chính thức khai mạc. Đây là một sự kiện mang thương hiệu của thành phố, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng. Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố, hiện nay Đà Nẵng có khoảng 1.180 cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại, với 42.000 phòng, tăng 27% số lượng phòng so với năm 2022, đảm bảo đáp ứng phục vụ du khách, trong đó khối cơ sở 4-5 sao và tương đương là 98 cơ sở, với hơn 19.500 phòng. Sở Du lịch đã phối hợp với các ngành kiểm tra cơ sở lưu trú, các khu điểm du lịch về công tác đảm bảo an toàn và chất lượng phục vụ. Theo đó, các đơn vị đều đáp ứng công tác đón và phục vụ khách. Khách sạn cũng tăng cường các cái biện pháp về an ninh an toàn, trong đó về phòng cháy chữa cháy cũng giống như là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm là đặt lên hàng đầu. Yêu cầu các cái nhà cung cấp phối hợp cùng với lại khách sạn để mà giám sát chặt chẽ cái nguồn vào của thực phẩm. Trên tinh thần là làm sao chúng ta có thể đảm bảo được cái sự hài lòng cũng như chất lượng dịch vụ của khách khi đến lưu trú và tham quan thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, thành phố có 17 tàu với 1.732 chỗ đủ điều kiện phục vụ khách xem pháo hoa. Trên mỗi tàu du lịch có bố trí một cán bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để đảm bảo công tác an toàn. DIFF 2023 có sự tham gia của 8 đội thi. Đội Đà Nẵng Việt Nam so tài với Phần Lan vào đêm khai mạc ngày 2 tháng 6. Tiếp theo là Canada, Pháp vào ngày 10 tháng 6, Italia và Australia vào ngày 17 tháng 6, Ba Lan, Anh vào ngày 24 tháng 6. Trận chung kết diễn ra vào đêm ngày 8 tháng 7. Mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm. Theo đó, đội Đà Nẵng Việt Nam và đội Phần Lan đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh tài trong đêm khai mạc với chủ đề Hòa bình cho nhân loại. Hôm nay chúng tôi thì cũng sẽ cố gắng thể hiện cái màn trình diễn làm sao cho nó hay, cho nó đẹp, mà cái đặc biệt là sẽ truyền được cái cảm hứng đến khán giả làm sao để nắm được cái thông điệp, cái ý nghĩa trên cái màn trình diễn của mình gửi đến khán giả. Không chỉ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm Đà Nẵng, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc DIFF 2023. Được biết, đêm diễn có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ đang được yêu mến. Chương trình còn có các tiết mục đến từ nghệ sĩ nhà hát Trương Vương và các nghệ sĩ quốc tế đến từ 25 quốc gia, hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm nhạc độc đáo và ấn tượng. Bên cạnh đó, thành phố cũng có 28 hoạt động đồng hành mới mẻ, hấp dẫn để phục vụ khách. Khán đài năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, sân khấu có nhiều điểm đặc biệt hơn so với các năm trước. Lãnh đạo thành phố thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Để đảm bảo sự kiện diễn ra thông suốt, an toàn, đến nay, sân khấu chính, khán đài đã hoàn thành đúng tiến độ. Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, điều phối giao thông, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng và y tế đều được chuẩn bị chu đáo. Bằng quyết tâm của thành phố cũng như tập đoàn Sinh, thì đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng và tôi nghĩ rằng là tất cả thì nó sẽ đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hy vọng rằng là cái đêm khai mạc vào ngày 2 tháng 6 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị toàn thể nhân dân cùng chung tay đồng hành với chính quyền Đà Nẵng trong việc giữ gìn điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh, góp phần để lại ấn tượng với du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố trong dịp lễ hội này. Qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu Đà Nẵng, điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.